lộ 16 từ Mường Xén đến Hội Tụ 30 km, rồi rẽ về phía Tây thêm 20 km nữa là đến xã Mỹ Lý. Con đường miền núi mới được nâng cấp khá tốt, lên lên xuống xuống, uốn khúc quanh co, với cảnh quan xanh ngát trên nền địa chất cổ xưa bậc nhất Việt Nam của khối nâng Phù Hoạt, có tuổi trên 600 triệu năm. Mỹ Lý là một xã biên giới thuộc Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An với 43,5 km đường biên giới với Lào, dọc theo sông Nậm Nơn. Người Thái miền Tây Nghệ An có dân số khoảng 300.000 người, di cư từ Tây Bắc xuống, cách đây vài 300 năm và bị ảnh hưởng bởi văn hóa và nhân chủng của cư dân địa phương và Lào rõ nét. Địa danh Mỹ Lý có nguồn gốc từ tiếng Thái, Mỹ gọi trại từ may nghĩa là tơ tằm, Lý từ dí của tiếng Thái nghĩa là đẹp. Đây là vùng trồng dâu, ươm tơ, dệt vải thổ cẩm nổi tiếng không chỉ của Nghệ An mà còn nổi tiếng với cả nước bạn Lào. Hãy xuống thuyền ngược dòng Nậm Nơn, thượng nguồn của sông Cả, qua các bản Thái ven sông như Xiềng Tắm, Xiềng Trên và dừng tại bản Yên Hòa. Ngày trước, bản Yên Hòa có tên là Sốp Lợt, có nghĩa là suối có nhiều cây lá lốt vì bản nằm ngay một cửa suối, tiếng Thái là Sốp. Dọc bờ suối này có nhiều cây lá lốt, tiếng Thái là Lợt. Bản còn giữ được một tháp cổ trên 1.000 năm tuổi, có thể đây là một phần trong quần thể kiến trúc tôn giáo của Phật giáo Tiểu Thừa ngày xưa. Tháp có chiều cao 22m, chia thành 3 phần, gồm phần móng, phần thân và ngọn tháp. Phần móng có hình vuông, mỗi cạnh 5m. Bản Yên Hòa có 97 hộ dân, tất cả là người Thái đen. Người dân nơi đây chủ yếu sinh sống bằng nghề làm rẫy, đánh bắt cá và lưu giữ được nghề dệt của cha ông. Giá trị truyền thống của người Thái tại bản Yên Hòa còn được bảo tồn khá tốt, thể hiện qua những nét đặc trưng như kiến trúc, trang phục, ẩm thực, văn nghệ, dệt thổ cẩm. Hãy cùng Exotic Việt Nam điểm qua một số nét đặc trưng trong giá trị truyền thống của người Thái tại bản Yên Hòa. Đầu tiên là kiến trúc tại bản Yên Hòa với nét đặc trưng là nhà sàn nối tiếp nhà sàn, ở giữa là những khoảng sân nhỏ và con đường quanh co. Nhìn từ dưới thuyền, các mái nhà như chồng chất cao thấp xen giữa các tán cây xanh. Cấu trúc nhà sàn thường từ 3 đến 5 gian, trên sàn được bố trí gian khách, buồng ngủ, bếp. Dưới sàn là chỗ để nông cụ, khung dệt và cũng là sân chơi cho bọn trẻ con. Người Thái ở Yên Hòa vẫn còn giữ được kiến trúc nhà truyền thống. Thứ hai là về trang phục, phụ nữ Yên Hòa tự hào với áo cóm có hàng cúc bạc chạy dọc từ cổ xuống hông. Mặc dù áo cóm không còn được mặc trong cuộc sống đời thường, nhưng người dân vẫn luôn mặc những bộ đẹp nhất trong những sự kiện gia đình, văn nghệ cộng đồng hay khi đón khách đến thăm làng. Thứ ba là văn hóa ẩm thực. Nguyên liệu trong bữa ăn người Thái tại Yên Hòa lấy từ núi rừng về, thậm chí đối với các công cụ nấu ăn như lá chuối, tre. Trên mâm ăn truyền thống người Thái chia thành 5 phần: đồ chấm, đồ uống, đồ ghém, thức ăn, cơm hoặc xôi. Cá là thức ăn không thể thiếu, đặc biệt là để cúng ông bà tổ tiên. Món cá nướng, pa bỉnh tộp nghĩa là cá gập nướng, luôn lưu lại trong ký ức của du khách những ấn tượng khó quên với hương thơm các gia vị núi rừng được tẩm ướp ngay trong bụng cá. Thứ tư là văn nghệ. Xòe Thái ở Yên Hòa đã ăn sâu vào nhịp sống của cộng đồng. Cô sơn nữ lấm lem bùn đất trên đồng ruộng bỗng hóa thân thành các nàng Thái dịu dàng trong các điệu múa thể hiện cuộc sống lao động đến tình yêu lứa đôi. Sau những ngày lao động vất vả trên ruộng nương, không khí rộn ràng của múa xòe làm người ta quên đi những mệt nhọc thường ngày, cùng gắn kết cộng đồng để vượt qua các khó khăn trong cuộc sống. Thứ năm là nghề truyền thống dệt thổ cẩm. Thật ngạc nhiên biết được 100% hộ dân trong làng Yên Hòa đều có khung dệt thổ cẩm. Để dệt được một tấm thổ cẩm đẹp, đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ từ trồng bông, trồng dâu, rồi xe, dệt. Sản phẩm có hoa văn theo phong cách Lào vì hầu hết sản phẩm được xuất bằng đường tiểu ngạch qua Lào. Bạn cũng có thể mua sản phẩm ngay tại nhà văn hóa của bạn. Trên sản phẩm có ghi rõ giá bán và tên nghệ nhân.
lịch đến miền biên giới xa xôi này sẽ được tổ chức bao gồm đi thuyền, chèo kayak, trekking, homestay. Mong sao bản Yên Hòa vẫn mãi là một bản làng yên bình, ẩn mình trong sương mù nập nơn, xóm làng yên vui, chan hòa trong tiếng cười và điệu xòe của cộng đồng. Đây là viên ngọc quý cần được giữ gìn và phát triển du lịch đúng hướng.